Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Và hôm nay mình lại tiếp tục gửi đến cho mọi người ở đây một cái clip về món ẩm thực. Để phải gọi là ẩm thực hay không đây mọi người. Đây là mình đã chuẩn bị một số ốc bươu vàng khá là nhiều ở đây mọi người. Đây, một cái con hơi nhỏ như này thôi. Đấy, hôm nay chúng ta sẽ hấp lên và ăn. Đấy, hiện tại là buổi chiều rất là mát luôn mọi người. Ăn xong là công việc anh em mình là đi đá bóng mọi người. Đây, em Thanh An về thằng nào. Để mình cho xá đây mọi người. Này làm lung tung thôi mọi người. Chết luôn. Cho hết cái phần lá xà này ở trên đây mọi người. Nấu lên thôi. Đấy. Đặt tôm luôn. Đâu không tụt cọ không. Đẹp nha, vắt chanh vô này. Được không? Được. Ốc mọi người này. Ngon đấy. Ok mọi người, vậy là cái món ốc anh em mình cũng đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ thưởng thức cho mọi người xem. Mình sẽ đứng ở ngoài quay ăn mọi người. Ô bằng nhiều. Do cái như ta tùn. Mình chừng đợi đã. Mua tấm. Lấy mà. Ý dạ. Hai mai rộp là bạc mai tắm đây. Ok. Chào. Dẹp lấy. Lùm tụt to nó. Chào chàng. Ok mọi người, món ốc đây xong rồi, bây giờ mình sẽ ăn cho mọi người xem như nào. Mình sẽ ở đây mình quay thôi mọi người. Đây sao ạ? Đấy. Mời mọi người ăn ốc à. Đây mời mọi người ăn ốc nha. Ok, như thế nào đấy? Ngon thì biết, ngày mai mình làm số lượng nhiều cho. Bây giờ mình thử thôi mọi người. Wow. Ngon. Chấm này mọi người. Đấy. Được lên. Yêu. Rất là dưa dàng luôn. Này mình nấu quá chín nên là lấy ra rất là dễ luôn này. Tí lợn hợp này. Mời tất cả mọi người nhá. Ăn cá với sông khô thật bè. Ngon. Tay luôn cho nó chất. Ngon. Ăn như này thì nó ít thôi mọi người, để mà thưởng thức nghe cái hương vị của ốc này. Quang là bạn đi quá đập phá ai làm được cái hợp tí này đi qua chung nữa đã bông không nữa đâu, bông lớn năm này à. Bỡ to bên nhà tôi nè. Ba lần. Mình sẽ xin cảm ơn. Ai bạn vui này, mình bưng ai bật mặt này. Bật tiền. Nó có ngon. Tiền. Hỏi cà phê. À. Dao. Này, nhung. Súp lắm. Súp bật giấc nè. Để đặt lũ từ bên em con đặt để đặt lũ tự nhiên em mua rượu. Mua rượu nữa là ngon. Chỉ uống được rượu nha mọi người, chỉ uống được nước ngọt thôi. Ngon. Easy ạ. Bạn nó sai cả. Quầm. Quầm bậy. Có bún nên là ok, đúng rồi. Đang quay bên này nên không nói chuyện được mọi người xem thông cảm nha. Cho nên mình lại quay lại nói chuyện với mọi người sau vậy. À. Này anh em mình ngâm chưa được lâu mọi người, 2 ngày rồi mà kiểu nó vẫn còn đất nước Việt Nam. Động lực phi hoạch. Ăn này không cần hết là mình có được ăn là được bò lắm. Quá lắm sạch như chúng ta rồi. Bọn đã ăn đeo quả cát. Ngon ư xí ấy. Quay gì à? Cuốn đen mà em nói chơi chia trắng như này cho nó rõ mọi người. Cho nó thấy đường. Con chim chưa một lon đâu. Từ dòng hạt quăng. Từ dòng muốn con hạt quăng. Đó là con ngọt. Hai mất cốc cơ. Mà làng cái clip bông anh sẽ luôn hấp dẫn anh lên trên 5 giang bữa bông anh ông trên cái này 5 giang cái tay bật đục như giang ấy. Ngon không? Ngon lắm, mình ăn nhiều hơn tháng này, tháng này anh ít qua. À, cưng gì vậy? Jarak-jarak dielak baru 6 nak kain pin juga nampil iki mau mang hatu mang de iki pil di gua tempat deh ini kok apa keren yok tuh 6 ada ok mọi người đây ăn sạch hết luôn mọi người thì không còn một cái gì hết. Ok và thời lượng clip anh em mình đến đây khá là dài các bạn, hay là một like, em đăng ký kênh. Bye bye mọi người.